Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức của Sao. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút vui vẻ và thư giãn trên kênh của chúng tôi. Và đừng quên bấm nút đăng ký cũng như mở chuông thông báo để cập nhật những tin tức nóng hổi mỗi ngày nhé. Và sau đây là những tin tức mới nhất của ngày hôm nay. Chia gần diện áo nữ cùng bạn gái tin đồn dự show thời trang. Xuất hiện tại Guest Palace tham dự show diễn thời trang cao cấp 2020 của Chanel, Chia gần ngay lập tức trở thành tâm điểm. Nhóm trường Big Ben diện nguyên set đồ tím phối cùng áo sơ mi họa tiết, áo khoác vải và mang giày đế bệt. Các trang phục trong set đồ không dễ phối, nhất là việc hòa quyện các tông màu đậm nhạt khác nhau. Công chúng yêu thời trang nhanh chóng phát hiện chiếc áo khoác màu tím ấn tượng của nam ca sĩ tài năng, thực chất là áo khoác nữ từng được trình diễn trước đó của nhà mốt Chanel. Với Chigagan, không gì là không thể, những bộ cánh dị thường hay đơn giản khi được thủ lĩnh Big Ben khoác lên người cũng trở nên cuốn hút kỳ lạ. Vì lý do đó, Chigagan được mệnh danh là con cưng của các nhãn hiệu thời trang hàng đầu. Tuy nhiên, anh chàng hiếm khi nhận lời xuất hiện tại các show trình diễn. Ngoài ra, bạn gái tin đồn của Chigagan, cô Matsu Nana, cũng có mặt tại show diễn trong bộ denim ren trắng xanh toát lên vẻ ngọt ngào và sành điệu. Đầu tháng 1, cả hai bị đặt nghi vấn tái hợp khi dân mạng phát hiện Chigagan và cô Matsu đều chia sẻ khoảnh khắc chụp ảnh trên bãi biển với nhiều điểm tương đồng như cùng check-in tại một địa điểm. Trước đó năm 2016, cặp đôi được từng dính tin đồn hẹn hò.